Mr. Yeo on the mix. Tiếp tục lại chia sẻ cái quá trình gây ngò sữa mẹ ha cả nhà. Thì bữa nay thì cũng Tiến cũng thấy sơn cái cặp tình cầu cũng khá là đẹp luôn. Tiến sẽ vào trong để Tiến review và quay cho cả nhà mình xem nha. Rồi thì Tiến cũng mời cả nhà mình đi vô phía khu vực bên trong để khám phá chiếc gây ngò sữa mẹ 23 ha. Và những cái chiếc tình cầu mới đó cả nhà. Đây rồi, Tiến mời cả nhà mình vào trong nha. Trời mưa luôn nha. Rồi cửa đã mở rồi cả nhà thì em thấy thì cũng được sơn cái cần câu màu khá là đẹp luôn cả nhà. Đây này cả nhà, cần câu thì được sơn màu diện mới thì màu vàng luôn ha, khá là đẹp luôn cả nhà. Coi như là bên trong mới sơn lại thưa. Bên trong nè, bên trong ghe. Thấy mới quá kìa. Bởi nhớt hả? Đây cái nhà ha, thì chiếc ghe cũng được cạo lớp phần chai cũ bỏ để chuẩn bị vô chai mới nha cái nhà. Đây thì cũng đang chuẩn bị giống như là mình sẽ vô chai mới. Năm nay mình có lên quay văn mới cho ghe này không anh Thưa? Có hả? Giờ vậy là năm nay mình sẽ sơn quay văn mới luôn ha. Có biết dự định là khi nào mình sơn không anh? Đợi hội thợ đó. Là hội thợ nữa ha, vậy là hội thợ nó mới sơn ha. Đây cả nhà, thì chiếc ghe mới thì năm nay thì sẽ được sơn lại màu áo mới luôn cả nhà ha. Đây chiếc ghe ngò thì bên đây chiếc ghe ngò để tập luyện nữa nha. Là đây là cái hình ảnh và hoa văn của chiếc ghe của năm trước cái gì? Ghe này đóng năm 2022 đúng không Thơ? Đây mình đóng 2021. Do mùa dịch không ra được á. Vậy là đóng 2021 ha. 22 là dịch không bơi không được. 21 vừa dịch không bơi được. 22 mới bơi ha. Do là thì rồi năm năm trước kia đó. Này chiếc ghe cũ chắc cũng mình cũng phải sơn lại hết ta. Sơn lại đó. Vậy là sơn ghe cũ rồi luôn ha. Đầu ghe tung ghe thôi. Để tập. Thì này cái nhà thì chiếc ghe cũng được vô lớp dầu ha. Vô lớp dầu thì chiếc ghe mình cái màu dáng thì rất là đẹp luôn đó nha. Thì phần bên trong thân ghe thì không có làm gì thêm nữa nha ha. Còn phần ở ngoài á thì mình sẽ cạo chai bỏ mình vô chai mới để mình thay màu áo mới luôn đó nha. Thì cũng gán đợi chờ để cái màu áo mới của Xiaomi thì hoàn thiện, Tiến sẽ lại Tiến cập nhật cho cả nhà mình xem những giai đoạn tiếp theo đó nha. Còn đây là những cái cây câu cũng được thợ Vinh Lâm
làm cùng và để sơn đồ xong hết đó nha. Thì năm nay thì Tiến thấy là bên khu vực này được 3 cây như thế nha ha, trước màn hình 3 cây nè, còn phía bên kia là 2 cây nha, đó. Được tổng cộng được 5 cây ha, 5 cây một câu ha. Đây thì cũng nghe chia sẻ là mới vô một lớp dầu ấy nha, thì nhìn thấy giá là khá là sáng nha, khá là tốt. Những cái nước gỗ này nhìn thấy cũng khá là chắc cú luôn á nha. Còn chiếc ghe ngò cũ thì cũng sửa lại để mình sẽ tập luyện trên dòng sông nhà luôn đó nha. Thì cũng được nghệ nhân Vinh Lâm sửa phần đầu với phần đuôi ghe cái ha, cũng chờ để sơn lại luôn, sơn phần đầu và phần đuôi luôn. Cái cây này sao nó lung lơ ta? Nó vắt. Thì bên đây cũng được cạo một lớp chai này nha. Chai nha. Cạo ra để chuẩn bị mình vô chai mới nha. Còn cờ lưu niệm thì khá là nhiều luôn đó nha. Cờ lưu niệm với cờ giải rồi cờ hạn rồi cũng khá là nhiều nha. Thì cũng nghe anh Thưa nói là mắc hết một số rồi. Thôi cũng là rất là nhiều luôn. Đang quay đây hả? Quay được khóa dùm đó. Đây rồi. Xong hai cục cục chưa? Mấy cái nó đó. Chú có cần gì trốn một mối. Không chưa? Bây giờ thì các anh em họp xong cũng qua đây chuẩn bị để sẽ khiêng ghe cái nhà ha. Rất là đông. Chắc là có lẽ là chắc tìm đường câu để lên ha nha. Có lẽ là ghinh chiếc ghe để nâng chiếc ghe cao lên để quá trình mình chất chai nó dễ. Cặp con câu bên đây là cặp câu lớn cái nhà ha. Đây thì thấy cái này khá là to luôn cái nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khá là nặng luôn đó nha. Tại thì giờ ngoài trời thì mưa cũng khá là lớn luôn cả nhà. Có lẽ là chim chiếc ghe ngò cũ lên cho nó cao là mình dễ chết chai ở cái đoạn phía dưới cả nhà ha. Rất là đông luôn cả nhà. Các bạn khen không? Xin phép kết thúc clip tại đây nha. Hiện tại trời cũng khá là mưa luôn nha. Giờ tiếng hẹn quý vị một video sau ha. Trời trời mưa quá nha.